quay lại với AZ Ranchu Channel. Thì sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng hôm nay mình cũng có một lô Ranchu Calico Trung Quốc mới về luôn. Hàng mới về, bây giờ mình sẽ tiến hành mở thùng cho anh em xem ha. Hàng lần này thì nó size nó không quá lớn nhưng mà chất lượng thì rất là ok nha anh em. Anh em cũng biết rồi, hàng Trung Quốc thì dạo này khá là hiếm luôn, là do bên Trung Quốc nó đóng biên một khoảng thời gian. Để nó hết biên á, đóng biên trong một cái khoảng thời gian khá là dài, mà tới gần đây thì mới mở biên trở lại. Và hàng Trung Quốc thì cũng khá là hot trong khoảng thời gian gần đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ để cho cá làm quen với nước rồi trước khi mình thả cá ra nhé. Few moments later. Nãy giờ mình ngâm cũng được khoảng hơn 30 phút rồi, bây giờ mình bắt đầu mình thả cá vô hồ lại. Đợt cá lần này thì size nó không được to như mỗi khi, nhưng mà về chất lượng thì nó ok hơn mỗi khi rất là nhiều các bạn. Vì hàng thì mình thấy là đuôi cục rất nhiều, màu sắc thì nó cũng rất đẹp, và đặc biệt là body của nó khá là ổn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu dưỡng cá, thì khoảng tầm 1 tới 2 tuần nữa khi mà cá nó thực sự khỏe mạnh thì mình mới bắt đầu mở bán. Anh em nhớ đón xem những cái video clip của mình nhé. Khi nào mà cá ok thì mình sẽ có clip để show cho anh em xem.